trông sức đất lên ô tô nhá. Trông ô tô làm việc ra. Trông ô tô làm việc đây. Hôm nay em dậy em ngồi em quay con đời 205 làm việc nhá. 205, 207 gì đấy em không nắm rõ. Tầm đấy trở về. Làm tốt phết đấy. Tốt phết. Đế máy ở nhà xưởng nha. À, cảnh công trường à. Cái chống đầu ngồi đây thôi. Cái này là tính thấp. Đất ở đây nó không cứng nhưng mà nó dài. Đất xiết nó dài. Mục hơi xương. Nó dài. Đấy, ba cô tô đầu chọc khoáy. Ốc tài đâu hết đường biết rồi. Tài đâu hết rồi. À, đã được một xe đi. Nổ máy. Bác ô tô bác đi à. Nên mới xúc làm gì không biết. Mình vẫn đứng đấy chơi thôi. Đấy, đang quén dần rồi. Đổ lên bà rồi. Đổ lên bà thì em trộn xi măng nhé. Trộn xi măng lại nấp xuống. Đơn giản. Ngồi đây để chờ các bác làm xem các bác làm việc rồi. Không làm được đâu. Bác ơi, bảo em đi bốc sắt, em biết bác bộ nào rồi, bảo em đi bốc sắt. Buồn cười vãi. Đi công trường mà cái ai bảo làm thì có đau đầu nữa. Mình chỉ biết tướng của mình thôi. Công trường mà ông nào nhờ làm thì thôi. Suốt ngày đi làm hộ thôi. Rồi chào các bác nhé, em kết thúc video đây.